Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra giường để chia sẻ với các bạn là nơi mình ở ban đêm 45 độ F và ban ngày là 70 độ F các bạn. Thì mình bây giờ mình chuẩn bị đem xả vào trong gara để trú đông. Còn những bụi mình trồng 10 bụi xả. Thì cái bụi xả này hôm trước mình đã có quay và nói với các bạn là mình cắt lá để cho nó củ nó lớn lên. Nhưng mà hôm nay chỉ cắt có một tuần. Nhưng mà nhiệt độ ban đêm lại xuống thấp. Nên Quỳnh Mai chuẩn bị bứng nó lên, bỏ vào trong thùng trồng. Tại vì khi bứng lên thì cái rễ của nó đứt các bạn. Nên mình bỏ vào thùng thì cần phải có thời gian dài 3 tuần để cho cái rễ nó mọc ra. Còn mình để tới cận quá như là mùa đông đến ban đêm 30 độ F mình đem vào thì lúc đó cái rễ nó đứt ra, nó nằm trong thùng thì nó bị yếu các bạn. Nên bây giờ mới đầu tháng 10 thì Quỳnh Mai bứng một chậu, bứng một bụi bỏ vào chậu, rồi mình tưới nước nó để cho nó sống ở trong đất, trong thùng mình được. Rồi mình đem vào gara thì mỗi tuần mình tưới nó chừng một lon nước thì nó sống tới mùa xuân luôn các bạn. Vì vậy nên mình chia sẻ với các bạn là nếu các bạn muốn để dành xả cho đến mùa xuân năm sau mình có xả để trồng, mình khỏi đi mua, thì bây giờ các bạn bứng một bụi đi, các bạn bỏ vào trong cái thùng đất, rồi đem nó ra chỗ nào trống, rồi mình tưới nước nó để cho nó mọc rễ con ra các bạn, để cho nó sống. Chừng nào mình thấy cái đọt của nó lên lá non thì mình biết là nó sống các bạn, thì lúc đó mình đem vào trong gara thì yên tâm hơn là mình cận tới ngày lạnh mùa đông đó mình bứng mình đem vào thì nó thì mình biết là nó cũng còn sống, nhưng mà nó sẽ yếu hơn là bây giờ mình bứng bỏ vào trong cái thùng. Mình để dưỡng nó dài 3 tuần thì nó sẽ ra rễ non, thì nó sẽ sống luôn cho tới mùa xuân năm sau mình đem ra trồng các bạn, mình khỏi đi mua. Tại vì một bụi vậy cũng cỡ mười mấy 20 tép các bạn đó, thì mình trồng đủ rồi, một bụi tới mùa xuân năm sau mình đem ra mình trồng đủ rồi. Tại vì Quỳnh Mai trồng năm nay có 10 tép mà ra 10 bụi đó các bạn. Đó, trồng xả rất là có lợi, 10 tép mà mình trồng ra 10 bụi, một bụi cho ít nhất là 20 tép là mình quá lời rồi các bạn. Trồng xả rất là dễ. Mình xới đất lên cho xốp rồi mình để nghiêng 45 độ thì nó sẽ lên cây rất là tốt, lên tép nhiều các bạn. Năm sau Quỳnh Mai rút kinh nghiệm là mình sẽ làm đất thiệt là xốp, rồi mình sẽ dùng cái miếng vải che cỏ, mình sẽ che lại để cho cỏ nó không có mọc lấn xả, để cho bụi xả năm sau mình sẽ lớn hơn nữa các bạn. Năm nay mình thất bại tại vì mình không có thời gian chăm sóc để cỏ với lại cây tía tô lấn nó quá, nên cái bụi xả của mình hơi nhỏ các bạn so với những năm trước mình trồng. Cái bụi xả rất là to luôn, nhưng mà nhà ít người thì 10 bụi xả vậy mình thấy mình ăn cũng đủ rồi các bạn. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ lấy cái thùng để bứng nó lên, bỏ vào thùng các bạn. Mình lấy cái thùng của tiệm lô, cái thùng màu xanh nè các bạn. Hôm trước mình dùng cái thùng này để mình trồng cà chua, nên mình khoét cái lỗ dưới đáy rất là lớn để cho rễ cà chua nó chung ra ngoài đất, nó ăn chất bổ trong
ở ngoài đất các bạn, vừa ăn chất bổ trong thùng đất trong thùng rồi rễ nó bò ra ngoài ăn chất bổ ở ngoài nữa, nên cái cây cà chua của mình rất là lớn và cao. Thì hôm nay hết mùa rồi thì mình đổ ra, mình lấy cái thùng. Thì bữa nay mình sử dụng cái thùng của lô này để mình trồng sả nha các bạn. Và mình dùng cái bao phân này. Bao phân này là potting mix soil đó các bạn. Organic đó. Thì mình sẽ dùng cái đất này để mình trồng sả. Bây giờ mình sẽ mở bao và đổ vào trong cái thùng xanh này. Mình đã bứng cái bộ sả lên rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy đây là cái rễ của nó. Và đây là cái gốc sả nè. Các bạn nhìn thấy nó mập ghê chưa? Cái tép rất là mập đó. Mình đếm được cỡ gần 20 tép sả. Mập lù luôn các bạn. Thì cái bộ sả này mình trồng vào trong thùng. Rồi cái mùa xuân năm sau mình đem ra mình tét ra từng tép như thế này. Rồi mình đặt nghiêng rồi mình trồng thì nó ra cái bụi lớn lắm. Đó, tép sả này nếu mà mình bào ra làm sả bào thì rất là nhiều các bạn. Cái củ nó rất là lớn. Đó. Thì bây giờ mình đã đổ đất vào trong cái thùng xanh này rồi. Bây giờ mình bỏ nó vào. Rồi mình sẽ bỏ đất vào trồng các bạn. Cái rễ nó nè, một chùm luôn. Rồi mình đổ đất vào. Đó. Cái đất này nó hơi thiếu. Rồi mình mai sẽ đổ cao lên một chút để trồng nó cho dễ. Đó. Lấy ra. Rồi mình có cỏ ở trong cái bụi, mình nhổ cỏ ra. Rồi bây giờ nhận thấy là thiếu đất nên Quỳnh Mai sẽ đổ thêm đất vào trong cái thùng này rồi trồng nó nha các bạn. Quỳnh Mai đã trồng bụi sả vào trong cái thùng lô rồi nè các bạn. Đó, ở phía dưới thì mình đổ đất lên hơn nửa thùng, rồi mình để bụi sả vào và mình đổ đất lấp lại ở chung quanh. Đó các bạn. Và mình dùng cái bay mình đè xuống. Rồi bây giờ thì Quỳnh Mai sẽ tưới đẫm nước để ở đây cho cái rễ của nó mọc ra các bạn. Tại vì hồi nãy mình bứng lên đó, cho rễ nó mọc ra rồi nó lên lá non ở trên. Vậy là chắc ăn rồi đó các bạn. Rồi tới chừng nào mà trời lạnh ban ngày mà nó 30 độ F, 32 độ F đó thì mình đem vào trong gara. Bây giờ thì mình vẫn còn để ở ngoài, để cho nó mọc lá lên tươi tốt các bạn. Rồi mình đem vào gara thì nó vẫn sống như thường. Còn mình bứng lên nãy giờ là nó đứt rễ rồi, thì giờ trồng xuống đất xốp. Rồi mình tưới nước thì nó sẽ lên trở lại. Sả nó rất là dễ các bạn. Có rễ sẵn vậy nó ra rất là nhanh. Thì Quỳnh Mai năm nào cũng để dành một cái thùng của lô như thế này hết. Chừng mười mấy 20 tép sả. Thì tới mùa xuân năm sau mình đem ra. Rồi mình đổ đất ra, đổ nó ra. Mình tét ra từng tép rồi mình trồng. Thì năm nay mình để dành cỡ nhiêu đây cũng cỡ 20 tép. Thì năm sau, mùa xuân năm sau thì mình sẽ trồng 20 bụi các bạn. Trồng sả càng nhiều càng tốt, không có sao hết. Tại vì cái đất vườn của mình, sả nó không có kén trọn đất các bạn. Đất vườn mình trồng nó vẫn được như thường. Lâu lâu mình bón cho nó một giá phân bò là nó lên tươi tốt rồi các bạn. Không cần gì hết. Nó rất là dễ. Yêu cầu của nó là mình phải tưới nước các bạn. Tưới nước vô gốc nó đẫm luôn thì nó sẽ tươi tốt, nó mọc ra rất là nhiều. Trồng nhiều sả thì mình không càng tốt các bạn.
tại vì đất vườn để sống cũng không để làm gì, nên mình nhét tép xả thì mình có bụi xả, xả nhiều thì mình dùng nấu đồ ăn đủ thứ hết, như là cá ướp xả chiên, rồi thịt cũng ướp xả chiên, cà ri cũng bỏ xả, bún bò Huế cũng xả. Nói chung cái gì có xả vô là thơm ngon các bạn. Rồi tà hũ chiên ướp xả ớt, đủ thứ món hết. Thì năm sau, hứa hẹn năm sau là Quỳnh Mai có 20 tép xả này để trồng ra 20 bụi xả. Mà lại nhanh nữa, mình không cần đi ra tiệm mua một bó xả chỉ có 3 tép, rồi về mình còn phải ngâm nước cho nó ra rễ. Nó ra rễ xong rồi mình mới đem trồng. Còn cái này sẵn như vậy mình đem ra, mình để dành nó cho nó trú đông ở trong nhà xe đó, rồi cái tới mùa xuân cái mình đem ra mình đổ ra, cái mình tách ra từng tép mình đem đi trồng, khỏi mất công mất thời gian đi đến tiệm Á Đông để mua xả về ngâm cho ra rễ rồi trồng các bạn đó. Thì mình mai trồng 10 bụi thì lấy một bụi bỏ vô đây, còn 9 bụi thì mình làm xả sai. Khi mình xay xả thì mình trộn chung với ớt mình xay luôn các bạn đó. Vậy thì hôm nay nhân tiện ban đêm nơi Quỳnh Mai ở xuống 45 độ F, nên mình mới lật đật đi bứng bộ xả bỏ vào trong cái thùng lô này để đem vào trong nhà xe. Khi mà nhiệt độ xuống 30 độ, mình xách cái thùng này đem vào nhà xe mình để, thì năm sau mình có xả để trồng, khỏi cần đi chợ ở đông mua, rồi đem về ngâm cho nó ra rễ rồi trồng các bạn. Vậy video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Mình mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.